Dành cho các anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ đi lại gia đình lướt lướt đời cao với giá mềm mềm chỉ loanh quanh khoảng 600 triệu thôi nhé. MGZS đời 2021 bản Luxury biển số Sài Gòn luôn. Xe này là một hãng xe của Anh Trung Quốc mua lại, còn xe mình là được lắp ráp tại Thái Lan các anh chị nhé. Và sắp tới thì hãng MG cũng có kế hoạch sẽ đưa về Việt Nam để lắp ráp nhưng chắc cũng còn lâu. Xe này trang bị option mà thấy còn cũng rất là nhiều các anh chị nhé. Ở đây thì mình có đèn bi LED nè, đèn LED ban ngày, phần nước sơn rất là đẹp các anh chị, mô nối cực kỳ khít. Xe này mới đi có 5.600 km thôi, vỏ gai gió rất là sâu, vỏ zin theo xe các anh chị nhé. Đây đăng kiểm đếp vỏ của mình là tuần thứ 10 của 2021 các anh chị, vỏ zin theo xe nhé. Xe này đi gia đình thôi các anh chị, ít ai kinh doanh đi mấy xe này lắm. Đăng kiểm xe này mình còn tới tháng 10 năm 2023, rất là dài. Đặc biệt là có luôn camera này các anh chị, nó sẽ có một cái camera giống như camera cặp lề bên vậy đó. Có dán phim nè, có cái ốp dán cửa cho các anh chị nhé. Nước sơn xi quanh xe thì đẹp liền lạc đồng màu các anh chị. Xe đi 5.000 mấy thì nó không có hao màu bao nhiêu hết á. Ở đây thì mình có cảm biến lùi nè, có camera lùi đầy đủ nhé. Xe biển Sài Gòn thì các anh chị sẽ không tốn thêm 20 triệu tiền biển số khi sang tên ha. Video này thì Mai sẽ quay nhanh hơn bình thường chút xíu, tại vì hôm nay trời mưa quá các anh chị, tranh thủ quay các anh chị ha. Chiều nay xe về nhiều. Phần nội thất của mình nè, cốp cũng khá là rộng nè, phần nỉ bên trong mới nha. Áo trùm xe nè, dù nè các anh chị, lót như thế này nè. Ở phía dưới này sơ cua là chưa sử dụng lần nào, mới lan can. Bọc đồ rất là kỹ các anh chị nha. Bộ dụng cụ sửa chữa là còn đầy đủ luôn. Nẹp cho mình những cái tấm như thế này để bảo vệ phần cốp nè. Đó. Dòng này máy 1.5 tiêu hao nhiên liệu đó chỉ loanh quanh khoảng tầm 6 cho đến 7 lít thôi. Cái này là thông số nhà máy. Còn thực tế các anh chị trải nghiệm khoảng bao nhiêu thì comment chia sẻ cho các anh chị mình trên kênh nó cùng được biết ha. Xe bên Mai thì cam kết với các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ số 3 tết hẻ nên chị mình yên tâm nha. Đó. Có cam kết thì cũng có bảo hành cho các anh chị. Ngoài ra là dòng này sẽ có bảo hành cho mình là tới 5 năm. 5 năm nha, và có bảo dưỡng miễn phí lên tới 40.000 km các anh chị nha. Một cái chế độ đãi ngộ rất là tốt luôn á. Đó. Nội thất của mình ghế da nguyên zin, sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời. Rồi. Đây cho các anh chị xem qua cửa sổ trời ha. Này Mai sẽ đóng lại luôn nè. Đó, trời mưa quá nên Mai đóng lại luôn. Cửa sổ trời này là ra tuốt phía sau luôn nha, toàn cảnh ra trước phía sau luôn các anh chị nha. Rất là xịn sò luôn, và trần này là trần nguyên bản, còn sạch và mới như chiếc xe đập hộp trong hãng ra. Và hiện tại là xe này trong hãng đang hết hàng, tới tháng 12 mới có xe giao các anh chị. Đây, Odo nè, 5.695 km nha. Xe này thì có, trên này mới thấy có cruise control hay gì nè các anh chị. Đây nè, nó có những cái điều khiển hành trình nè, đó đúng rồi nè. Rồi có đàm thoại rảnh tay trên này nè, ôi điều khiển giọng nói hả. Mấy cái này chắc cũng không phổ biến lắm đâu, không xài phổ biến lắm đâu. Vô lăng thì có phần kết phía nha, có còn mới anh chị, không bị bóng mờ ha, có bao giờ vô lăng luôn. Hãng táp lô nè, táp lô cũng mới can, xe này mới như trong hãng ra á. Cái này như là cảm biến nè các anh chị, mấy cảm biến gạt mưa, cảm biến đèn pha rồi đó. Dưới này một cái màn hình nè, một cái màn hình, rồi phanh tay điện tử, rồi quá trời tính năng luôn nè các anh chị. Hỗ trợ độ đèo nè, cân bằng điện tử, có cam 360. Xe này là có camera 360 luôn các anh chị nhé. Thì thật ra là mấy cái thông số kỹ thuật về chi tiết xe mà anh chị đã sử dụng rồi thì comment chia sẻ cho mọi người. Và anh chị nào cũng đã từng đi xe này rồi thì comment thêm cho các anh chị biết về cái chất xe nhé. Còn những cái ni lông giờ mới tháo này các anh chị, còn để chìa khóa nè, để nổ startup nha. Rồi ra phía trước mới kiểm tra phần capo với lại máy móc cho các anh chị mình nhé. Xe đẹp quá. Bên Mai là còn một chiếc nữa, màu trắng. Các anh chị nào mà không thể hợp màu trắng thì inbox cho Mai, Mai gửi hình ảnh thông tin cho mình xem nhé. Rồi, đây. Dòng này, đây các anh chị, ốc cabo nguyên zin nè, keo chỉ nguyên zin. Cái phần ốc ác keo chỉ thì nó hơi khó thấy, trời thì mưa tối, mà đặc biệt xe này cái keo chỉ ốc ác còn màu đen nữa, rất là khó nhìn luôn. Anh chị nào mà nhìn xem không rõ thì cứ inbox cho Mai, Mai sẽ quay và chụp kỹ lại những cái chỗ đó cho mình xem nhé. Đó. Cái cục máy của con xe này nhìn nó cũng hơi lạ hơn so với những dòng phổ biến ha. 5 chỗ gầm cao thì bên Mai còn một chiếc là Mazda CX-5 đời 2017 mới về bản full. Có cửa sổ trời, cảm biến trước sau đầy đủ, xe đó đi có 39.000 km rồi, giá loanh quanh khoảng tầm hơn 700 chút xíu. Anh chị nào mà quan tâm những dòng đó thì thể liên hệ với Mai, hoặc 7 chỗ thì còn Sorento, Santa Fe, CRV, Sedona, Everest nhiều lắm, hôm nay về nhiều xe lắm các anh chị, cuối năm rồi.
Bên Mai liên tục về xe để phục vụ cho các anh chị nhé. Anh chị nào mà ưng thì cứ theo dõi, đăng ký theo dõi kênh của Mai, bấm lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa nha. Rồi, bên Mai thì có hỗ trợ bao rút hồ sơ, hỗ trợ giao xe về tận nhà, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng, hỗ trợ định giá xe miễn phí cho mình luôn. Anh chị có xe mà không có nhu cầu sử dụng nữa, muốn lên đời đổi xe thì liên hệ với Mai, Mai sẽ định giá xe miễn phí cho mình nha. Inbox qua Zalo cho Mai, qua số điện thoại cho Mai nhé. Các anh chị theo các anh chị chiếc xe này thì hiện tại giá nó khoảng bao nhiêu là phù hợp, cứ comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới thoải mái, mình cùng trao đổi với nhau để xem thử giá thị trường nó khoảng bao nhiêu là phù hợp các anh chị ha. Và giá bán chính xác mình sẽ để trong phần comment cũng như là inbox cho các anh chị mình tham khảo nhé. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, nếu thấy thích thì cho mình xin một tim để ủng hộ tinh thần mai ra thật là nhiều video cho các anh chị mình xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.